请你啊！啊啊！谢谢，感谢，感谢。走，我请你走。你咋听的哟？哎，叔叔，哎，你找什么老公？找什么样的老公？Con xin mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cói La Lin. Cô bác ơi, hiện tại thì em Cói là đang có mặt tại bên Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc các bác ạ. Ngày hôm nay thì trên làng của bố mẹ em Cói thì cả bản là ngày hôm nay đều kiêng. Tất cả mọi người là không có đi ra ruộng nương để mà làm việc các bác ạ. Để vào những dịp đầu năm, những ngày đầu năm như này này thì người Dao Đỏ chúng em thì sẽ có những ngày kiêng. Và cả bản là không có đi đâu làm hết ý. Cho nên nay thì em có với lại nhiều nhà bố mẹ là cũng không có đi ra nương ruộng làm. Cho nên thì em có sẽ sang bên Trung Quốc, sang bên này xem là có gì hay thì sẽ quay và chia sẻ lại cho toàn thể quý khán giả trên kênh của mình cùng xem ạ. Vào dịp đầu năm này thì em có thấy là mọi người đi qua đi lại cũng khá là đông. Nên đã rất là lâu thì em có không có một mình sang bên Trung Quốc này rồi. Nên mọi lần là đi đều đi cùng với lại chị gái em có ấy. Chị gái em có thì hiện tại là vẫn chưa xuất viện. Nay thì sang bên này một chút, sau đó thì tí sẽ xuống dưới bệnh viện với chị, đi thăm chị nữa. Đây thì là con phố ẩm thực. Đây mọi người bán rất là nhiều đồ ngon. Cái này là chim à hay cái gì đây? À chim ạ. Bằng ôi cái này là tôm hùm ạ. Tôm hùm đất à? Ừ, đây là con cao cao ấy ạ? Con này là người Việt Nam. Này có cả bún phở Việt Nam chính hãng này. Đây là có những... Con này là... Không biết là chim hay là gà đây. Cái này là hầm táo đỏ với lại kỳ tử này. Ở đây có cả chả lá lốt, ui. Dạ, em xem cái này là bánh trưng à, bánh gù đen. Ở đây là nhiều đồ ăn quá nhỉ, ngon quá. Chị là người Việt Nam ạ? À, Trung Quốc à? Có cả hoa chuối đấy kìa. Giờ thì cũng chưa, em có là sẽ đi tìm một món ăn nào đó để ăn, nên món nào mà hợp với lại khẩu vị của mình thì mình sẽ ăn. Đó, hình như là khu này là đến đây là hết rồi này. Cô này là em có đoán là chắc là người Mông, nên cô có dựng trên mình bộ trang phục truyền thống này. Rồi đây nữa này. Bộ quần áo rất là đẹp. À, như là mọi người đi mua vàng hay sao ấy. Kia là tiệm vàng Trung Quốc. Ui, bên này là có cả nước mắm với lại súp Hà Hảo này. Ui, cái này là có một quầy hàng Việt Nam nho nhỏ ở đây. Dạ, chào chú. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Vâng. Ôi cái này mình bán như này là mình bán thì là lấy tiền Trung hay tiền Việt hả chú? Tiền Trung, tiền Việt đều lấy hết. À, thì chú có bán sữa mì thọ này, bánh đa nem súp này. À. Cho cảm ơn ạ. Ôi đây như mọi người bán trứng luộc này. Đây là chị người Việt Nam ạ? À? À, chị bị lộn bao nhiêu tiền một quả đây ạ? 4 đồng một quả. 4 đồng. Cho em 2 quả đi. Đây, đầu năm là đi ăn trứng vịt lộn. Ở đây là các chị có cả những cái hàng gánh này. Em xin phép là quay video một tí nhá. Quay các chị bán trứng vịt lộn. Tiền chung bây giờ là 36. Là 1 đồng là 3. 3.600 Việt Nam. Ăn được có không em? Dạ có ạ. Ui bây giờ ai mà có tiền chung đi bán đấy nhở? Thì được nhiều. À thế ạ? Tiền
Thế em xin ạ. Này. Ồ, sang đây thì em coi là không có quen với lại em. À, đồ ăn Trung Quốc mấy mặc dù rất là ngon nhưng vẫn cứ thích của Việt Nam mình. Ôi trời ơi, trời xe xe lạnh lạnh do là ăn này nóng quá. Chị người tận đâu lên đây bán hàng ạ? Chị á? Vâng. Quê Vĩnh Phúc ạ? Ồ. Đầu năm ngoái ạ. Để làm sao đến quê TikTok. Thế ạ? Giờ đỡ rồi. Mình thì chẳng lúc xem con gái xem xong nó gửi đó mẹ. Thế chị bán hàng ở đây lâu chưa ạ? Ôi, ngon thật đấy. Ngon ăn 10 quả vào. Ồ. Xịt hả? 10 quả thì không ăn được đâu ạ. Ô thế chị phải mang trứng từ bên Việt Nam sang đây ạ? Đi đường bộ sang ạ? À, sang. Không. Không phải, không phải tại em không biết nên em hỏi vậy nhà, thật không biết thật ạ. Ôi cái nước ớt này của chị ngon thật đấy. Nó là tảng ơi, xin mà, nó là tảng mà. Ê, này, đấy mà, ê, này. Đang mời. Cái này tiếng Trung Quốc thì gọi là gì hả chị? Mao gia tảng. Mao gia tảng. Chứ Mao gia tảng. Thế là tảng ơi. Đây mà. Quanh đây đều là các cô bán trứng hết này. À, có mấy hàng liền. Này chắc chị một ngày phải bán được mấy trăm quả đấy nhỉ? Cả đoạn đường này đều bán trứng hết hả chị? Ừ. À, con phố trứng vịt lộn, con phố lộn. Ở đây thì chị bán cả ngày luôn ạ? À? Tối là nghỉ. Thế là những cái rau răm này mang từ bên Việt Nam sang hết hả chị? Tám đồng à? Cả tảng ơi. Tiền chung về quả dạ em gửi à? Kết quả. Bên này là có cửa hàng bán pháo hoa này. Này, ném vài quả được không? Này, các cô người Việt Nam là một người sang đây đi du lịch và mua pháo này. Hôm trước là chúng em mua pháo là cũng mua ở trong này. Thì trước này thì cũng có một nhóm các cô người Mông ở bên này này. Này chắc là mọi người đang làm thủ tục giấy tờ. Khu vực đằng sau này thì mọi người là xếp hàng hoặc là đứng ngồi chờ kia khá là nhiều, không biết là mọi người làm gì kia. Chỗ này nhiều lắm. Đây là họ câu cá này. Ủa. Bên kia là Việt Nam này. Này không biết là có câu được hay không.
Còn cái cô này không biết này đi đâu còn mang cả cái bát thế này. Cô đang câu cá ở đây hả cô? Không phải cái này mọi người làm gì chứ? Mình là người Việt Nam mà. Vâng, mình là người Việt Nam. Hôm nay mình cũng sang đây chơi hả chị? Làm giấy ngủ ở đây á? Thế đây mọi người đông như này là tất cả đều đi làm hết hả chị? Vâng. Mọi người ra đây chờ người ta làm việc thì... Em tưởng là mọi người ở đây câu cá. Mình là người Mông ở tận đâu đây? Ở Pha Long ạ. À Pha Long à? Vâng. Ở Pha Long Mường Khương. Thực ra đây là mọi người chờ ông chủ đi làm giấy tờ để mọi người là sang bên này để mà đi làm. Hả? Nǐ yào wǒ qù nǎ? Nǐ zhào zhào wǒ gàn shěnme? Mèi shěnme? Tại em thấy là bác này là bác cứ theo em cói một đoạn đi, thế là em cói mở máy này lên. Thế bác bảo là ô que cái gì đấy. Tại cứ thấy đi em cói một đoạn thôi, cứ bảo là đi ăn cơm nên là em cũng hơi sợ. Thì bên này là mọi người đang đốt pháo này. Đang đi nghe đốt giật cả mình. Giật cả mình. Mày chạy đi, qua rồi. Ôi, chỗ này chú đi bán này là bán vòng còn gì đây? Đấy, các loại vòng. Bác, cái này là vòng trầm hả bác? Không trầm đây, cái trầm có trầm. Ồ. Trầm ở trong này để. Cô mua trầm đây rồi. Đây dây trầm đây. Đây dây trầm đây. Thế bác là dạ cháu gửi từ Việt Nam sang hả? Đúng, tôi từ Việt Nam sang. Cái này là vàng hả bác? Đây không phải vàng. Đây sa sinh. Cái hàng 15-16 cá. Dạ. Ủa, thế bác là sang bên này bán hàng, tức là ngày nào là bác cũng đi qua đi lại đây ạ? Đây cũng có một bác cũng bán này. Không có người làm gì đây. Ủa, đây toàn tiền Trung Quốc không hiểu. Cái này là chụp ảnh. Photographer. Tôi là Việt Nam. Bạn là gì? Tôi là Việt Nam. Nghe khẩu hình thì biết. Dùng cái này phát sóng. Tôi không hiểu tiếng Trung. Cảm ơn. Này, các cô người Mông. Cô này chắc là người Mông Trung Quốc mà. Chỗ này là mọi người sang này chơi. Đây thì có một cái cột mốc này. Đây là cột mốc phía bên Trung Quốc. Còn Việt Nam mình thì ở ngay phía bên này. Đây, phía đây luôn. Cột mốc của Trung Quốc là không có cái chóp chóp này. Đây là mốc số 102. Bên này thì mọi người đang đốt pháo ầm ầm. Đây thì cũng có một cái cột mốc nữa này. Khu vực này là có hai cái cột mốc.
bên này một cái và phía bên kia là có một cái. Chú bán là nhiều đồ quá. Ở đây thì mọi người là sang bên này cũng chủ yếu là buôn bán thôi, người Việt Nam mình ý. Có người thì sang bên này để đi làm trong các cửa hàng, có người thì các bác là cũng sang bên này bán những mặt hàng như là đồ ăn này, đồ lưu niệm các thứ. Đây là chỗ mà mai kia em có đoán là xuất nhập cảnh là ở đây. Cái này Trung Quốc người ta mới làm rất là to. Đây là chắc là chưa xong nên chưa đi vào hoạt động. Bên kia có chữ Trung Quốc chạy ra. Kia đang chạy chữ là chúc mừng nhân dân cả nước này. Tết Nguyên Đán. Ồ, đây có một chiếc siêu xe này. Ồ, bên này là có hàng Việt Nam này, nón này, rổ giá này. Ui, còn có cả những chiếc túi nữa này. Ui, cái này như là túi cói hay sao ấy. Đây là những chiếc rổ giá. Có những cái khay này đẹp quá. Đây, mũ cối này, quạt kìa. Ở đây là có món này là món xúc xích nướng đá này. Bên này là có dịch vụ là thuê xe điện này. Thuê xe điện này mình cho thuê như nào đây ạ? Một tiếng bao nhiêu tiền ạ? Hả? 10 đồng một tiếng ạ. Camera. Không, cái này không phải camera ạ. Không, không phải ạ. Đây là mọi người là có cho thuê xe điện là 10 đồng một tiếng. Ờ, vâng, em chào anh Dài. Món này là món nướng đá này, đây à, khá là nổi tiếng. À, vô chưa. Là khu vực chỗ sát bên xuất nhập cảnh này thì hầu như là mọi người cho thuê xe điện rất là nhiều, nên toàn là người Việt sang để mà cho thuê. Ngươi là chủ bá? Không phải. 你怪了怪了的。乖乖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 乖
不是我去中国找老公不是你是哪里老街巴沙巴沙很近嘛你巴沙离这里坐车的话也就三十分钟哦对对对三十分钟那挺好的嘛哎别拍你这拍这干什么你关了关了哦 À. Nhi phải ra cái gì mà? Bác này bác hỏi là có phải là em có sang bên này tìm chồng không? Em bảo là em sang bên này để quay video chứ không phải là tìm chồng. À, xin chào nha. Bác còn lại, bác cầm cái ba lô đi, trời ơi. À, à. À, tôi là Trung Quốc. À, không phải, tôi là Việt Nam. Mình sẽ đi tìm ai? À. Thiên thái đi tìm ai, tìm ai? 哦，对。你在直播吗？啊，哦，我在这里了，不懂，我能看不懂。你是越南人？我是中国人。啊，中国。你在直播还是拍视频？我拍视频。啊，你在哪里发？有历史多多吗？啊啊。我的酒店在那边。啊啊。我的酒店在那边。啊。对。
Để bác này, bác cho em coi là xem đây là bác này chắc là đi ăn cưới bên người Việt Nam mình này. Ok. Này là không biết là bác ấy chỉ em coi đi đâu và bác ấy muốn em coi đi đâu đây. Thế bác ấy từ bên trong kia ra. Này là cũng thoát tim. Đây này, đây không biết là có phải là tàu vận chuyển hàng hóa hay không. Đây từ bên Trung Quốc này các bác. Đây phía bên này là Trung Quốc, sang bên kia là Việt Nam luôn. Đấy, wow. Ui, em có đã sang bên Trung Quốc khá là nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em có nhìn thấy tận mắt là hàng hóa từ bên Trung Quốc là về bên Việt Nam kìa. Đấy, wow. Đấy, đây nhà bên kia là Việt Nam rồi. Đây, phía bên kia tít xa xa kia là cầu đi bộ kìa. Đấy. Còn đây là đường tàu. Đấy. Còn ngồi đây là gọi cốc cà phê uống. Đây là phía sau là view Việt Nam. Đây là quán mới mở. Đấy, hôm trước là em có với lại chị Sảnh là cũng có vào đây một lần rồi. Vào đây ngồi uống nước một tí. Đây là cà phê sữa. Đấy. Cà phê Trung Quốc chứ. Cô bác ơi, bây giờ thì em có là sẽ thuê taxi là đi vòng vòng đây xem là có gì hay không. Nên đây là mọi người có thể ngồi xe ghép được. Nên em có là cũng đang ngồi xe ghép với lại người Trung Quốc. Đấy, vì em có là cũng có đổi tiền Trung Quốc nên là em có không có kiểu thanh toán qua kiểu quét mã được thì mình vẫn có thể là sử dụng tiền mặt được. Hiện nay là có đổi 100 đồng và tiền Trung bây giờ là tức là mình đổi là 36, tức là 360.000 thì sẽ được 100 tệ. Nói chung ở bên này thì đấy, nói chung cuộc sống của mọi người là cứ như vậy thôi, người buôn bán này, xong là khách đi du lịch. Nói chung là như thế. Có lẽ là nếu như mà mình muốn khám phá và tìm hiểu thêm thì sẽ phải đi sâu hơn. Mà đi sâu hơn là phải dùng hộ chiếu và dán visa vào mới đi được. Còn đây là sổ thông hành thì chỉ có thể là trong phạm vi bán kính chắc tầm 30 cây là được thôi. Đấy, bây giờ sẽ đi vào đằng sau, đây là đường bờ sông. Phóng thẳng lên trên kia xem là có gì không nhá. Đấy. Đi xa là đi bộ là đi không có nổi, đi không được. Có để ý là bên này á, có những chiếc xe gọi là toàn là siêu xe thôi các bác. Xe Audi này, xong rồi Porsche, các thứ nhiều thật đấy. Đây, địa điểm tiếp theo em có di chuyển đây chính là công viên ánh sáng. Phía trên này thì có tòa tháp ánh sáng này, em có cũng đã đi rồi. Đây, ngày trước đây là đi rồi, lần này tiếp tục quay trở lại đây. Ôi, đây là có một gọi là bia đá rất là to. Đấy, đằng sau này là tiếng Trung Quốc này, em có không có hiểu. Đấy, biết là bên trong này có vào được không nhỉ, tại thấy có cả phòng rộn. Vào được. Ở đây thì buổi tối sẽ sáng. Đấy. Đây là đây có cái băng rôn này không vào được. Ở đây chỉ có thể ngắm bên ngoài thôi. Ở trên kia thì cái tòa tháp ánh sáng kia thì em có đã lên rồi nên là nay không có lên nữa. Này, có lẽ là em có mà muốn đi sâu vào bên trong Trung Quốc và mình khám phá tìm hiểu thì có lẽ là em có sẽ phải cố gắng là học tiếng Trung nhiều hơn. Ít nhất là mình không thể nào mà đọc được thì mình cũng có thể giao lưu được và mình giao tiếp được thì cũng đỡ sợ hơn. Cái này thì cũng là tiếng Trung Quốc. Cái này là hình cái quyển sách này. Ui, đây là không vào được, sao không biết vào được không ta? Wow, có ba người, phía bên kia là có rất là nhiều chiếc xe. Hôm trước ý thì cái hôm đấy là em có với lại chị Sảnh là có đi ra bên Trung Quốc thì có những chiếc xe là cái này là có thể là người ta kiểu đi du lịch và kiểu có nhà trên gọi là ngôi nhà di động ý. Đấy, wow, ở đây ui nhiều chưa các bác, ui đây có cả băng rôn này, ui bên này ui
cái này là một chiếc xe bán tải này, xong một kiểu mọi người độ lên. Wow. Ui. Ui nhiều lắm luôn ý. Ui đây này. Ui đây là một chiếc xe bán tải kiểu. Ui cái này mọi người phơi cả quần áo luôn này. Cái trên này chắc là cái gì, cái chỗ ngủ của mọi người này. Ủa đây có các chị là cái này này. Đặt này chắc là live stream. Ui đây có cái trại này. Ui em có để ý là hình như là có cả năng lượng mặt trời nữa này. Hai cư cư chị Chiếm ăn. Hoan nghênh đến Trung Quốc à. À hoan nghênh. Liêu Chang. Đây Liêu Chang. Liêu Chang, Chang cư. Ê, nhỉ hảo. À, hai chị Chiếm. Ni. Ni chào sao mà mình chứ? Tôi chào Tí Tí. Tí Tí. À. Chị sư nãy từ nào đi? Tôi sư Lào Chi. Ba Sa. Ba Sa. À. Ba Sa là Việt Nam mà? À. Ba Sa là Việt Nam đó. Ni hảo, ni hảo. À, ni hảo. Ồ. Hello, hi chị Chia. Hello, ni hao. Oh, cái chị xinh quá. À, Chia, ni chào chị Mao Minh chưa? Tôi叫我的抖音叫吴老师旅行记. Oh, Douyin. À, cái này chắc mọi người đang làm những cái cũng là làm trên mạng nhưng mà mọi người làm video là trên Douyin. Oh, Douyin. Tôi chỉ nghe được 2 chữ Douyin. Là có 2 cái tài khoản Douyin à. À, xin chào nha. Ui, này là mọi người. Ôi này là em có lạc vào cái chỗ này là chỗ mà mọi người là kiểu livestream và làm việc ở đây. À đây là chiếc xe của mà. À. Wow, ui. À cái này là hành lý của mọi người, đồ đạc các thứ đều để trong xe hết. Hello. Ok. Ui cái anh này là hôm trước là sang đây là cũng có nhìn thấy anh một lần ở bên chỗ cửa khẩu ấy. Ah, à, hình như anh ấy bảo là trong chiếc xe của anh thì cũng hơi lộn xộn đấy, chưa kịp dọn dẹp. Ui, wow, ôi, ngày hôm nay là em có được mở mang tôi. Ui, cái này là đồ nghề của mọi người này. Ui, đây là có một chiếc bàn này. Ôi, bên trong này thì có cái giường này, xong là, ui đầy đủ luôn, ngăn kéo các thứ, rồi luôn cái căn nhà di động. Ui, bật điện lên, wow. Ui. Đây là hai cái cửa, đây là cái cửa, phía bên hai cái cửa. Ui, cái này là máy cà phê, cái này có lẽ máy pha cà phê, cái này có lẽ là ước mơ của những ai thích uống cà phê. Ồ. Cà phê, cà phê đây. Ui. Này, ồ. Chứ cơ sư, chứ cơ sư, không thiếu điều hòa. Ui điện này. Ui. Là cái bên là cái sổ. WC. Đây WC. Ồ. Nhà vệ sinh. Ui có luôn nhà tắm. Quá là xịn luôn. Wow. Đây chiếc này là. Đây bên là hảo lan đó. Đây là. Đây là. Người lái. Có cả tủ lạnh nữa. Đây, ở bình xăng, bình xăng. Đây. Đây. Hiện đại quá. Đây là đồ mọi người cắm trại các thứ ở đây. Đấy, đây là quần áo này. Giặt nó phơi đây luôn. Thật sự phải nói là quá là hiện đại. Có lẽ là video ngày nay thì em có cũng xin phép là kết thúc tại đây thôi các bác. Nên bây giờ thì em có đi ra bên kia và bắt xe đi về. Đấy, tí là ngồi đây giao lưu nói chuyện với lại mọi người một chút, sau đó thì sẽ đi về Việt Nam thôi. Đấy. Này là em có nói chuyện với mọi người là cần phải có điện thoại phiên dịch. Này là một mình này thì chịu chết rồi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Quái La Lin. Ngày hôm nay thì ở trên nhà không có cái gì làm, gọi là không có được làm cái gì, nên là có lẽ video này cũng hơi bị nhạt một chút, nhưng mà mong cô bác thông cảm. Cảm ơn cô bác đã dành ra thời gian để mà dõi theo thước phim này của em có ấy.